xin chào các anh chị và các bạn thân mến. Hôm nay Mr. Hill đang có mặt ở ngay chỗ khu vực này gọi là khu làng chài Bình Định ở ngay thị trấn Dương Đông luôn các bạn. Vị trí này các bạn có thể tìm đến đó là ngay trên đường Trần Phú và sát bên chợ Dương Đông á. Các bạn đi thẳng xuống tới hẻm 111, các bạn quẹo thẳng vô rồi đi thẳng hết đường luôn. Đó, hỏi người ta ngay khu làng chài Bình Định là ngay chỗ các bạn vừa chạy thẳng vô hẻm 111 là tới rồi nha. Và các bạn đi thẳng hết cuối đường luôn thì các bạn sẽ đến hết cái đường xi măng luôn. Ủa, không, đừng có quẹo vô đó. Các bạn đi thẳng ngay chỗ đường Trần Phú, các bạn đi thẳng hết đường luôn chứ không phải là quẹo vô cái đường hẻm 111 nha. Đi thẳng hết đường luôn, cái đường bê tông, đường nhựa ha, thì các bạn sẽ gặp đến qua cái trường học thì sẽ gặp đến cái đường mà đường mòn á các bạn. Đó thì các bạn đi dọc dọc một chút nữa các bạn sẽ gặp là cái bảng này nè các bạn. Ở đây nhà ông phố tên không có số địa chỉ nên mình quay lại cái bảng này cho các bạn nhớ. Bún tôm, bún rạm đó, ok, 10.000, 15.000 số 1 luôn, vô thử. Đây là một món ăn của người miền Trung làng chài Bình Định à, gọi là đúng gốc là Quy Nhơn à, ok, vô thử nào, go. Các bạn thân mến, đây là quán mới mở nay được khoảng gần 3 tháng nên vẫn còn rất là đơn giản, quán xá bình dân mà các bạn. Đấy, quay cho các bạn biết đây là chỗ bà chủ làm đồ nè, đó. Quá hay. Okay. Đa phần thì người dân địa phương ở đây sẽ đến mua mang về hoặc là ngồi đây ăn. Ở đây thì chỉ có sắp được 4 bàn thôi à, có chỗ sân đậu xe đàng hoàng, xe hơi tới nơi luôn. Ok, đó, các bạn thấy khách vô này đó. Con ăn gì? Làm con tô bún nhỏ này với thằng này. Là hai đứa một tô đấy, chị em múc vào cho nó nha. Dạ. Em ăn trước nha. Còn có cây nha. Có ba hành ăn không? Để bỏ. Lên bàn đi con, trâu lại, trâu lại đây, trâu lại đây. Ok, các anh chị và các bạn thân mến, hôm nay đây là một cái món gọi là món bún rạm đó các bạn, rất là đặc biệt đó. Thì cái phần sạch sạch ở phía trên này nè là những cái con rạm người ta giã nhuyễn ra đó các bạn, rồi mình để lên trên bún ha, đó, ăn với rau thơm với giá ấy rất là ngon. Ok. Hello, xin chào các anh chị các bạn thân mến. Hôm nay Mr. Hill review cho các anh chị biết một cái món mới, đó là món bún rạm. Quá là số ngon, số 1 luôn không? Quá ngon. À, ngoài món ở đây bán món bún rạm ra còn có bán món bún tôm nữa. Hai cái món này là nguồn gốc là Bình Định phải không chị? À, Quy Nhơn Bình Định đúng không? Thì mình được biết là món bún rạm và món bún tôm là nguồn gốc từ Quy Nhơn Bình Định. Đây là món đặc sản của vùng miền, tuy nhiên đã kéo về ở Phú Quốc rồi. Thì các bạn biết là ở khu mình đang ngồi ở đây thì đa phần là người miền Trung nhiều, gọi là gần sát bên làng chài Bình Định luôn các bạn, nên có những cái món đặc sản của những người dân sống ở khu vực này. Ok, bây giờ mình sẽ thưởng thức và chia sẻ các bạn món này nó sẽ có những đồ gì ở trong cái tô này. Đầu tiên món bún rạm, mình sẽ review cho các bạn trước món này. Thì gồm có bún nè, đó,
hai là gồm có rạm nè. Rạm là những cái con này nè, cho các bạn coi nè, đó, rạm nè, thấy chưa? Đó. Đấy. Còn mấy cái này là rau. À, rau thơm, à, giá với dưa leo. Đấy các bạn. À, ngoài ra thì chúng ta ăn á thì coi coi mình ăn cái này là dạng khô nha các bạn. Đó, nó cứ chỉ có vậy thôi đó. Giống giống như bún càng vậy các bạn ơi. Nhưng mà cái hương vị nó sẽ khác. Mình trộn lên. Đấy. Bây giờ mình thì ham ăn lắm, ăn nào mà mình phải thưởng thức cho tới luôn, mình chia sẻ với các bạn luôn. Mình kêu thêm tô lộn, kêu thêm chén đi, chén rạm đi bà chủ ơi. Dạ. Cho thêm chén rạm đi, nó nhỏ thôi để review cho người ta thấy, trộn lên thấy bún không mà không có thấy đợt thịt. Không có thấy rạm. Ờ dạ. Tức là trộn lên nó, tại vì rạm á là giả nhuyễn hết rồi các bạn, xay nhuyễn hết trơn rồi đó, thì nên là mình trộn lên thì ăn cái dạng này giống như là ăn với nước lèo sệt sệt vậy đó. Đấy, giống giống bún càng vậy đó, đúng rồi. Đó, ok, cảm ơn, cảm ơn. Thế này các anh chị các bạn thương mến, đây mình kêu thêm chén nước cho các anh chị các bạn xem. Đã lắm, đây nè các anh chị thấy chưa, cái nước này nó giống như là nước của bún càng vậy đó, nếu ai ăn bún càng rồi các bạn biết, nhưng mà nó khác chút xíu. Thì nước này là có màu đều nha các bạn, có màu đều. Ok, và những con rạm sẽ được giả nhuyễn đó, xay nhuyễn ra rồi cái nấu lên đó, chôn với cái con nước dừa, nước cốt dừa luôn, nấu nước cốt dừa luôn đó, rồi cái mình chan vô đó. Ok, đã quá, đã quá, phải lấy thằng giấy lỗ tài đổ qua. Ok rồi, mình xử thôi. Quá đã ha. Yeah. Vị rất là đặc trưng. Các bạn thấy là ở đây thì mới mặc dù là bị mắc dịch chứ ở đây thì bán dân địa phương nên ăn là quen ủng hộ. À, không ảnh hưởng gì mấy ba chủ ha. Đâu ảnh hưởng gì đâu. Dạ. Nè các bạn. Đó. Dạ. Cho ba cơm lạnh đi. Kế ăn chút nữa cho nó ngon nè. Hôm qua tôm bao nhiêu ấy chị Út? Ô quá. Hôm qua chị mua một bọt bao nhiêu? Bao chồng nửa ký ấy. Ký vậy? Rồi các bạn đây cái nồi. Cái nồi nấu gà này các bạn cũng giống như là cái nồi của
Rau đưa sách là bút kèn vậy đó, thấy chưa? Hello đấy, hello mà lô mà tôi. Bánh tráng không? À, em viết rau thơm nè, giá nè. Giá kia dưa leo ra. Đó, các bạn thấy không? Bún nè, đó. Đúng chưa? Ok. Còn cái này là tôm nè các bạn. Đó, tôm cũng giả nhuyễn luôn, chút nữa mình ăn thử bún tôm. Ok. Cái vị đó các bạn. Mình đi du lịch mình ăn uống mình phải thưởng thức cái món địa phương, mà nó phải có hương vị đặc trưng của vùng miền. Mời bạn hãy xem video tiếp theo, hãy đăng ký và like cho kênh Đặng Hiếu Vlog nha. Hãy nhớ comment cho video của mình ở phía bên dưới nha. Chúc các bạn luôn nhiều sức khỏe và gặp được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Và chúc các bạn thành công trong con đường học tập cũng như là lao động nha. Bye bye.